Hello, xin chào mọi người. Chào mừng người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu làm về những đề tài về phim. Đầu và clip đầu tiên này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về một cái thành phần quan trọng nhất trong một cái bộ dàn xem phim, đó là loa xem phim. Vậy thì loa xem phim thực sự nó là cái gì và nó có khác biệt gì với những cái loa nghe nhạc hay không? Thì mình với mọi người cùng nhau tìm hiểu nha. Bắt đầu thôi. Ok, trên thị trường hiện nay thì mọi người có thể tìm hiểu thì các bộ dàn mà thường được lắp vào trong gia đình á, những bộ dàn xem phim mà được lắp vào gia đình á, thường á là hầu hết mọi người sẽ sử dụng những cái loa nghe nhạc, bao gồm loa phong của nghe nhạc làm loa, là lấy những loa stand floor của nghe nhạc này, rồi loa center này, rồi cái surround á, thì mọi người thường hay lấy những cái bookshelf để mình làm luôn là surround thành một cái bộ dàn 5.1. Tuy nhiên thì mọi người không biết mọi người có để ý không, khi mọi người đi vô rạp chiếu phim, những cái rạp chiếu phim chuyên nghiệp như BSD rồi CGV, thì mọi người không hề thấy những cái dạng loa đó ở trong cái rạp. Vì trong rạp họ không xài những kiểu đó, bởi vì những kiểu đó là những kiểu loa nghe nhạc rồi. Những kiểu loa xem phim nó sẽ khác biệt một chút xíu. Vậy thì sự khác biệt đây là gì? Nếu một cái loa mà thực sự là để dành cho xem phim á, thì nó phải đáp ứng cái tiêu chuẩn của xem phim. Giống kiểu như bên nghe nhạc nó sẽ có tiêu chuẩn Hi-Res, thì bên xem phim nó cũng có một tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn THS. Thì tiêu chuẩn này là một cái tiêu chuẩn dành riêng cho những cái loa, những cái thiết bị xem phim. Thì mọi người có thể Google về cái phần tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn THS nha mọi người. Mọi người có thể Google về nó, là tìm hiểu về nó để xem cái tiêu chuẩn này nó đặt ra những cái gì dành cho một cái loa xem phim. Thật ra trên thực tế thì với những cái thương hiệu mà bên Thiên Vũ có bán như Clip nè, Monitor nè, thậm chí cả JBL, nó cũng có những dòng đạt tiêu chuẩn THS luôn. Tuy nhiên thì những dòng loa này, thứ nhất là tại sao khách hàng Việt Nam ít tiếp cận, bởi vì thứ nhất là nó ít được nhập về, thứ hai nữa là giá thành sản phẩm nó khá là cao so với cái mức đầu tư của thị trường Việt Nam đó, nên là thường là mọi người sẽ thấy là những bộ dàn nó thường tận dụng luôn cặp loa nghe nhạc á, cho nó giảm chi phí xuống. Chứ nếu mà đầu tư một bộ dàn chỉnh chu thực sự mà đạt tiêu chuẩn THS luôn á, thì giá chi phí đầu tư nó rất là cao. Tuy nhiên không phải vì vậy mà mình bỏ qua cái vấn đề này, mình có thể tận dụng những cái tính chất, những cái đặc điểm của loa chuẩn THS để mình có thể xem, mình học hỏi, mình đầu tư vô cái bộ dàn xem phim của mình ha. Đặc điểm mà nó cơ bản nhất của một cái loa mà chuẩn THS nó là gì thì mình sẽ liệt kê cho mọi người. Đầu tiên, một cái loa chuẩn THS, đầu tiên nó là công suất lớn. Mọi người, để mình so sánh cho mọi người, một cái lập loa bookshelf đi, một loa bookshelf của nghe nhạc thường công suất nó bao nhiêu ạ? Tầm từ 50 đến 80, mình thấy 80 là lớn rồi đó, 50 đến 80W thôi. Nhưng một cặp loa mà loa treo của cùng kích thước luôn nha, cùng cái size bookshelf mà bên chuẩn THS, công suất nó có thể lên đến 150W, nó gấp 3 lần luôn một cái loa nghe nhạc. Rồi đến cặp phong bình thường, như mọi người đã biết, một cặp phong một loa nghe nhạc á, cùng lắm nó chỉ tầm khoảng 150W thôi. Mình không tính những cặp quá lớn nha, mình cứ những cặp vừa như những dòng clip mình hay bán thôi, thì nó cũng chỉ đâu đó tầm 150W đổ xuống thôi. Tuy nhiên những cặp phong ở phía trước của loa chuẩn THS, công suất nó lên đến 300 thậm chí 400W một cây luôn. Ngoài ra nữa, kích thước thùng nó cũng rất là to, rất là sâu, củ loa cũng rất là lớn luôn đó. Và một cái đặc điểm rất là quan trọng cho một cái loa xem phim chuẩn THS, đó là cái giải tần số đáp ứng. Cái giải tần số đáp ứng của cái loa chuẩn THS nó sẽ được cắt tần số làm sao cho chuyên cho phục vụ để cho xem phim thôi. Ví dụ như cặp phong nó đánh nhạc này này kia, nó sẽ cắt, nếu mọi người để ý, mọi người search đi, mọi người để ý đi, cái phần hai bát filter á, tức là cái phần cắt low á, cái phần cắt low á, cái tải trầm của thằng bên loa xem phim á, nó cắt rất là cao, thậm chí có những loa cắt đến cả 100 Hz luôn, tức là hầu hết nó không đánh tải trầm nữa, mà tất cả tải trầm đó nó đưa qua cho súp, nó không đánh tải trầm nha, đánh từ 80, có những loa đánh từ 80, có những loa đánh từ 100 Hz trở lên luôn, tức là tiếng nó rất là kiểu mid chép nhiều á, nó không có bát nhiều, tất cả phần trầm chiếc này kia nó đẩy cho súp lo hết. Bởi vì sao? Trong phim á, nó có phần tuning mà. Tuning thì người ta sẽ chia được là loa nào đánh giải tần nào, tức là giải tần số trầm, súp sẽ gắn hết, lo hết. Còn phong, surround, center, nó chỉ đánh đúng cái giải của nó thôi. Đó, nên là hai bát filter của bên bọn THS á, cái dòng mà toa tiêu chuẩn THS á, nó cắt cực kỳ cao. Mọi người xem thông số mọi người biết liền. Rồi, đối với loa phong là lại rồi ha. Về loa surround thì sao? Surround trong cái bộ dàn gia đình thì mọi người thấy rồi đó, thường lấy loa bookshelf làm,
Nhưng thật ra cái Playbook SEO đó, nó bản chất của nó không phải là để dành cho Sprout, nó chỉ tận dụng làm thôi. Sprout đúng của nó làm gì? Sprout đúng là nếu mọi người để ý á, Sprout đúng của những dạng chuyên xem phim á, nó sẽ làm loa tam diện hoặc là cái loa mà cái dạng enable, cái dạng úp ngược á. Mọi người đi đập phim mọi người sẽ thấy nó cái bát ở phía trên, cái chép ở phía dưới. Thì thứ nhất á, cái dòng hai cái dòng đó á, nó có hai cái đặc điểm dễ nhận thấy. Thứ nhất, nó là những dòng treo tường. Để khi mà mình lắp đặt á, mình treo con tường á, thứ nhất nó dễ lắp đặt hơn rất là nhiều là cái cả book sale. Vì book sale không treo được. Còn nếu mà book sale mọi người để chân nó đi dễ rất là khó và rất là xấu. Nên là cái loa đó người ta đã tính toán cho việc là treo lên tường để cho thứ nhất là dây nhợ đi dễ, đi âm được dễ hơn. Thứ hai nữa là gọn gàng hơn. Nó chỉ cần nó như treo đồng hồ á mọi người, nó có cái đinh ra ngoắc lên treo cái xong rồi. Đó. Rồi thứ hai nữa là góc phủ của những cái loa đó, đặc biệt là loa tâm điện này, góc phủ loa tâm điện rất rộng luôn. Để làm sao tạo ra một cái âm hình lớn và một phủ âm lớn á, đáp ứng cho nhiều khách nghe. Thì đâu, vì đâu phải là xem phim mà đâu phải mọi người cứ ngồi một băng ghế này như karaoke đâu. Thậm chí mọi người có băng ghế thứ hai đằng sau mà, thì chắc chắn cái loa Sprout của mọi người nó phải đáp ứng, nó góc phủ âm đủ để đáp ứng cho nhiều người hơn. Đó, nó đáp ứng được nhiều người, tạo hiệu ứng tốt hơn. Thứ ba nữa về công suất thì những lúc nãy mình đã nói rồi, thì loa Sprout đó công suất rất là lớn, để đánh ra tiếng hiệu ứng nó phải đã hơn. Tiếp tục là đến loa center ha. Nếu mà theo đúng tiêu chuẩn của một rạp chiếu phim chuyên nghiệp thì cái loa center kích thước nó sẽ bằng luôn cái loa phong. Cái này thì mọi người không nghe nhầm đâu, nhắc lại, cái loa center nó to bằng cái loa phong luôn. Nếu mà mọi người để ý những trong clip lắp đặt của Thiên Vũ á, thì thường Thiên Vũ lắp, nếu mà đúng cái phòng phim mà để mình làm từ phần nội thất á, thì bên mình làm cái center nó to, nói chung là bằng kích thước luôn loa phong luôn. Và thường là thường những bộ đó mình sẽ là chọn âm vào tường luôn á, để cho nó nhìn nó đỡ thô. Nhưng mà thực tế nó phải vậy, bởi vì sao? Thật ra nếu trong một bộ phim mọi người trải nghiệm á, thì mọi người có thể biết là những cái cảnh hành động này, những cái cảnh bom cháy nổ này kia này, thì cái những cái đó là những cái điểm nhấn của bộ phim thôi. Tuy nhiên á, cái phần mà nhiều nhất của bộ phim mọi người biết là gì không? Nó là thoại. Thoại nhân vật rất là nhiều. Và cái phục vụ cho thoại nhân vật đó là cái center. Nên hầu hết là cái center nó phải rất là to. Để làm gì? Nó phục vụ cho cái tiếng thoại, làm sao cho nó rõ nhất, nó chính xác nhất. Bởi vì thật ra là thường mọi người hay xem phim nước ngoài, nên mọi người không có, thường mọi người hay đọc phụ đề á, nên mọi người không quan trọng lắm cái phần thoại nhân vật ra sao á. Nhưng nếu mọi người thật ra mọi người nghe nghe kỹ á, thì cái thoại nhân vật á, nó phải rõ và chính xác á, nghe nó mới đã được. Chứ còn mà cái center mà quá nhỏ, những cái dàn phim bình thường á, có những center mình thấy những center rất là nhỏ, thì cái thoại á, nó bé lắm, nghe nó cứ bị chìm á, nó không có hay. Ok, và cuối cùng về súp ha, thì cái súp xem phim nó sẽ khác gì với súp bên nhà à? Thì nếu mà một cái súp chuyên cinema, như mọi người có thể biết được là bên mình làm mà có những súp như SVS đi ha, đó là một cái thương hiệu chuyên dành cho súp xem phim thôi. Đó, nó sẽ khác hoàn toàn với một cái thương hiệu chẳng hạn như mọi người súp clip đi, bên mình hay làm á, súp clip thì sẽ nó sẽ là nghe nhạc. Thì một cái chuyên xem phim, một cái chuyên nghe nhạc á, thì nó sẽ khác hoàn toàn nhau. Một cái xem phim á thì sao? Xem phim thì nó sẽ làm cho cái hiệu ứng cháy nổ nó chính xác nhất, nó không bị rè. Sẽ nghe nhạc á, thường mọi người hay cái tiếng bass nó phải sâu, phải mềm, phải rền này kia. Tuy nhiên trong bộ phim á, một tiếng bom nổ xong một cái nó rền xong một cái là nó phải hết luôn. Chứ nó không phải nó cứ rền hoài. Mọi người, nếu mọi người so sánh, mọi người có thể lên showroom mọi người so sánh được á, là cái súp nghe nhạc á, khi đánh một tiếng bom lên, một cái tiếng hiệu ứng lên á, nó sẽ bị rền đuôi rất là nhiều. Mà cắt không được luôn á, mình tun cỡ nào mà cắt quá trời cắt luôn mà cũng không được. Nhưng một cái súp xem phim, nếu mà chuẩn sinh ra để xem phim, thì các hiệu ứng của nó rất là gọn, rất là nhanh gọn, dứt khoát và nó chính xác với cái hình ảnh mà mình xem được. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới khái quát sơ qua về những cái loa chuẩn xem phim với những cái loa nghe nhạc thì nó có sự khác biệt gì nhau. Hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi của mình để có thể cho giúp mọi người có một cái nhìn khác hơn về một cái bộ dàn xem phim Cinema Home Cinema của mình, để mọi người có thể nghiên cứu, mọi người có thể nâng cấp bộ dàn mình đang có, hoặc là mọi người có thể có nhiều kiến thức hơn để đầu tư cho mình một cái bộ dàn xem phim tại nhà. Mình là Khánh, mong mọi người sẽ đón xem clip tiếp theo của mình về phần cinema nhé. Bye bye.